Lời em nói ngày xưa đâu đây, vẫn nằm thầm chìm vào trong mây. Đến bao giờ giận lòng thôi không thương nhớ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Có một nội dung mà mình đã ấp ủ từ rất là lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp để chia sẻ cùng với các bạn. Đó là đọc gì để có thể viết tốt hơn. Thật ra thì mình đã tốt nghiệp cấp 3 được gần 10 năm rồi. Khi mình vào đại học, mình đi làm, mình đi học thạc sĩ, hoặc bây giờ mình quay trở về Học viện Ngoại giao để làm giảng viên, thì mình phải viết rất nhiều, viết cực kỳ nhiều. Và mình tin là dù các bạn có làm công việc gì thì sẽ đến một ngày nào đó các bạn sẽ nhận ra cái lợi ích tuyệt vời khi chúng ta có thể viết tốt, hoặc xui hơn thì các bạn sẽ nhận ra những cái thiệt thòi mà chúng ta sẽ phải chịu nếu chúng ta viết kém, viết dở và diễn đạt không ai hiểu cả. Thế thì ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ kỹ với các bạn là mình đã đọc những cuốn sách nào, rồi tủ sách của mình có những gì để các bạn cùng khám phá, bởi vì biết đâu chúng ta lại chung sở thích và các bạn cũng có thể tham khảo được một vài những thông tin bổ ích sau khi các bạn xem video này. Bật mí với các bạn một việc thì cái không gian, cái góc này là nơi mình yêu thích nhất trong căn nhà sau giường ngủ. Ok, nào mời các bạn đi tham quan thôi. Như các bạn đang quan sát thì tủ sách của mình nó cũng chỉ đơn giản như thế này thôi. Và thật ra là mình đã sắp xếp theo tầng, theo từng nhóm, chứ mình cũng không để lung tung. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những phần mà mình nghĩ là các bạn sẽ tò mò nhất. Đó là tủ sách về văn học nghệ thuật. Nghe thế khá là oai đúng không? Các bạn cùng đến để xem là trong đấy sẽ có gì nhá. Bạn nào mà đang muốn viết văn tốt, muốn cải thiện điểm ngữ văn thì chú ý này. Đương nhiên là để có những video chia sẻ về văn học mà các bạn xem nhiều thì mình cũng đã phải có một vốn kiến thức khá là đầy đủ. Mình không dám tự nhận là hay nhá, mình chỉ nói là được xem nhiều thôi. Khi mà mình chia sẻ là mình chỉ học mỗi sách giáo khoa và đọc thêm một hai cuốn lý luận văn học mà vẫn có thể viết văn tốt được thì mọi người thường rất là thắc mắc và không tin. Nhưng các bạn chú ý ấy, là ở trong sách giáo khoa nó không chỉ đơn thuần là có tác phẩm mà sẽ còn có một số những cái nội dung về tiếng Việt, và đặc biệt là một số các tác phẩm để đọc thêm ấy. Thì cái phần đọc thêm này nó cũng khá là hay. Đấy, các bạn cứ dở một vài đoạn thôi sẽ thấy những cái phần đọc thêm đó có những cái bài thơ hay cực ấy, và mình rất là hay đọc luôn. Ngày xưa khi mà đi học thì mình rất để ý. Đây là sách văn lớp 12 này. Khi mà mình muốn học cùng với các bạn, mình muốn ôn thi cùng với các bạn thì cũng phải mua về đọc rất là kỹ, chứ không phải là cứ thế lên mạng do copy của người khác hoặc là xào xáo về. Bởi vì để có thể tự tạo ra được những nội dung mang tính sáng tạo thì cái việc mà chúng ta tự học, đọc thêm của người khác cũng là một cái cần thiết. Nhưng mà bản thân mình cũng cần phải có những cái suy nghĩ mang tính cá nhân, và mình sẽ bổ sung thêm để cho cái nội dung đó nó có cái yếu tố riêng. Thế thì cái cách mà mình đọc thì sẽ là đọc mở rộng rất nhiều các loại nội dung, chứ không chỉ đơn thuần là trong văn học. Mà thường ấy, thì văn học nó sẽ liên quan đến lịch sử, đến triết học, đến những vấn đề về tâm linh, về văn hóa, về tôn giáo. Thế thì khi mà mình có cái nền tảng kiến thức cùng cái nhóm đó mà nó rất là vững thì khi mà chúng ta viết thì chúng ta có thể mở rộng được vấn đề và hiểu sâu hơn về nội dung. Năm ngoái thì mình có tập trung cho lớp 9, lớp 12 thì mình có mua 4 cuốn này, và cả hai cuốn lớp 7 này là mình mua trước đấy. Bởi vì lúc đó thì mình đang muốn dạy lại các bạn học sinh bên lớp Pháp về cái kỹ năng viết văn nghị luận. Ở đây có một cuốn mình muốn khoe với các bạn, cuốn Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19. Cuốn này thì mình đã phải đi tìm, và nó được xuất bản từ năm 1992 ấy. Tức là cái tuổi đời của nó còn già hơn cả mình nữa, mình năm 95. Thế thì đấy là một số những cái đầu sách, một số những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn nhá. Sách tổng hợp về văn học theo từng giai đoạn này, để hiểu được cái không khí lịch sử của giai đoạn đó là gì. Sau đó thì sẽ là sách giáo khoa và một số những tác phẩm kinh điển để chúng ta đọc, và chúng ta sẽ mở rộng được cái vốn từ, và mình có thể học tập được cái văn phong, cách viết của một vài tác giả cụ thể. Thì đó là cái bí kíp của mình. Bao nhiêu năm trước kia khi mình đi học phổ thông mình cũng làm như vậy, và đến bây giờ thì để có thể chia sẻ môn văn cùng với các bạn và học cùng với các bạn thì mình cũng tiếp tục làm như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tầng trên.
đây là những tầng sách rất quan trọng trong sự nghiệp của mình. Như các bạn biết thì mình là cử nhân ngành truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao. Sau đó thì mình có học thạc sĩ ngành truyền thông số và xuất bản của Đại học Toulon của Pháp. Đến với tủ sách này thì đây là tất cả những đầu sách quan trọng nhất. Nó có tác động rất lớn đến quá trình đi làm truyền thông marketing và làm branding của mình, làm nội dung trên mạng xã hội nữa. Thật ra thì mình đã đọc hết tất cả cái hàng này rồi các bạn ạ, trong rất nhiều năm nhé, chứ không phải là trong một mùa hè đâu. Thế thì mình chỉ muốn recommend một số cuốn sách tiêu biểu. Ví dụ như là cuốn YouTube Secrets. Cái cuốn này thì nó đã động viên mình, hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình mình mới bắt tay làm YouTube từ năm 2019. Lúc đấy thì mình cũng rất là tò mò xem mọi người làm sao làm YouTube thành công. Thì trong cuốn này nó động viên, nó cũng bảo là bạn chỉ cần kiên trì làm và liên tục sáng tạo rồi đổi mới, lắng nghe khán giả của mình và tìm một cái nội dung mà mọi người, kiểu công chúng đang khao khát. Còn bạn sẽ không thể biết được là hôm nào bạn sẽ nổi tiếng, video nào nó sẽ viral và bạn sẽ gặt hái được những cái thành tựu. Nên là bạn chỉ có thể làm cách chăm chỉ và bền bỉ thôi. Nhờ những cái lời động viên như thế thì mình cũng đã rất kiên trì trong việc làm YouTube. Và như các bạn thấy thì kết quả đây, tèn tèn. Tầng trên cùng chính là chồng sách về ngoại giao, về chính trị, về văn hóa lịch sử. Và đây là chồng sách đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình ôn thi viên chức để trở thành giảng viên của trường. Các bạn để ý là nó sẽ có những nội dung về văn hóa, về chính trị. Thực tế thì những nội dung trong đề thi nó không quá rộng như thế này, nhưng mà để đi dạy được và có một cái nền tảng kiến thức vững vàng để tự tin hơn, và cũng phải tìm hiểu để xem là cái ngành ngoại giao hoặc là đi sâu hơn là giảng dạy về truyền thông đối ngoại thì nó sẽ có gì hay, nó quan trọng ở chỗ nào và vì sao mình phải cố gắng nỗ lực phấn đấu. Bản thân mình thì khi mà mình chọn làm cái gì thì mình sẽ mua khá là nhiều sách, đi hỏi những người có chuyên môn để mình chuẩn bị một cái vốn kiến thức rất là vững, chứ không có làm theo kiểu là thích thì làm thôi, nó rất là hời hợt và có thể là nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đây, các bạn để ý này, trong hàng này sẽ có 3 nhóm. Nhóm sau cùng đó chính là những bộ sách về tâm linh, tôn giáo. Chúng ta bỏ qua cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và cuốn Huawei nhá, tại vì mình để vào đấy cho nó đẹp thôi. Hai cuốn này thì mình chưa đọc đâu, thật đấy, mình chỉ mua và để vào đó cho nó đẹp khi mà lên hình quay video. Còn những cuốn đằng trước thì mình đọc hết rồi. Có một cuốn về tâm lý học, mình rất là thích đọc về tâm lý. Cuốn Luật Tâm Thức này trong khoảng thời gian Covid thì nó rất nổi tiếng nên mình cũng đã mua và đọc 2 lần rồi đấy. Cuốn này dày gần 500 trang. Có Muôn Kiếp Nhân Sinh, Hành Trình Về Phương Đông, những cuốn này chắc là nổi tiếng. Ở nhóm sách này thì mình không đọc hết 100% và mình cũng không để nhớ hết hay là đồng ý hết với tất cả những quan điểm được nêu ra trong cuốn sách. Nhưng mà sau khi đọc xong thì mình cũng có thể học tập được một vài những cái thông tin gì đó. Và thật ra thì ở với cương vị của một người làm truyền thông, khi mà có một cái ấn phẩm nào đó rất là hot thì mình đều phải mua về để xem là tại sao nó hot, nó có gì hay. Đây, phần này có lẽ cũng nhiều bạn sẽ thích. Đó là một số cuốn sách để cải thiện về khả năng tư duy. Đây là một số cuốn sách để phục vụ cho kỹ năng giao tiếp, viết lách. Còn ở ngoài cùng thì đây chính là những cuốn sách đã góp phần tạo nên một cái sự nghiệp khá là thành công của mình trong lĩnh vực sư phạm. Mình đi làm, đi dạy được khoảng 5 năm rồi. Và cái việc học sinh có thể phát triển được, có thể gặt hái được những mục tiêu và vẫn nhớ đến thầy cô, rồi cũng học hỏi được nhiều từ thầy cô, thì nó cũng là những cái thành công khá là đáng kể với một người như mình. Ở hàng dưới sẽ có sách về gia đình. Thế sau đó thì mình cũng có một loạt sách về ăn uống, về dinh dưỡng. Bởi vì các bạn biết ấy, là mình ăn kiêng hàng chục năm rồi và mình rất quan tâm về chủ đề dinh dưỡng, về chăm sóc bản thân qua đường ăn uống. Ở đây thì là những cuốn sách mà mình được tặng, được giới thiệu và mình mua về. Có cuốn mình đọc rồi, cuốn mình chưa đọc bao giờ. Cũng có những cuốn mà đã theo mình từ những năm học lớp 10, 11 và mình vẫn giữ lại. Hầu như là self-help hoặc là chuyện hoặc sách về tâm lý. Nói về sách thì thật ra là chúng ta mua hoặc được tặng thì mình cứ cất, mình cứ giữ, mình sẽ tôn trọng, giữ gìn nó thôi. Nhưng không nhất thiết là mình phải đọc hết. Bởi vì cái việc đọc sách thì nó cũng có một phần duyên số ở trong đấy. Đến một lúc nào đó các bạn sẽ đọc được một cuốn sách phù hợp với cái nhu cầu của mình. Nhưng nếu mà đọc thôi thì chưa có đủ, và chúng ta sẽ cần phải ghi chép và phải viết nữa. Các bạn nhìn ở góc màn hình này, đây chính là
những cuốn vở mà mình dùng để ghi chép thật ra nó có nhiều lắm và mình phải để bớt ở cơ quan hoặc là mang về nhà, tức là mình không dùng đến nữa, mình đã ghi xong rồi. Còn những cuốn mình đang để trên bàn, những cuốn mà mình vẫn đang sử dụng dở, đây là chỗ mình đọc sách và mình ghi chép. Bàn làm việc ở bên cạnh cơ. Và trên cái bàn đọc này của mình, các bạn có đoán được đây là gì không? Đây chính là những cuốn sách mà mình phải mua về để tìm hiểu về chương trình ngữ văn mới các bạn sẽ học lớp 7. Nhiều vô cùng luôn và mình cảm thấy khá là ngợp. Tại sao chúng ta phải phức tạp hóa mọi thứ lên như thế? Mình vẫn chưa trả lời được câu hỏi này và mình sẽ cần phải đọc hết. Sau khi cùng nhau khám phá một tủ sách thì không biết là các bạn đã đoán ra được cái gu đọc sách của mình chưa? Như các bạn thấy ấy, thì nếu như mình có một cái dự án về văn học thì mình sẽ mua rất nhiều sách về văn, đúng không? Khi mà mình học và mình làm việc trong lĩnh vực truyền thông thì mình cũng có vài chục đầu sách rất là tiêu biểu và cần thiết trong đúng cái mảng mình làm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video và mình cũng rất hy vọng nhận được những chia sẻ của các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại!